Mến chào quý khán thính giả đang xem tin tức trên kênh HTD News. Trong chương trình Thời sự Hoa Kỳ của ngày hôm nay, chúng tôi xin được gửi đến quý vị bản tin đáng chú ý sau đây. Đảng Cộng Hòa chào đón cựu dân biểu cánh tả từ Singapore. Cựu Tổng thống Trump kêu gọi người ủng hộ tại Florida bỏ phiếu cho Thống đốc DeSantis. Thượng nghị sĩ Đảng Dân Chủ yêu cầu ông Biden xin lỗi công khai vì những bình luận thái quá về ngành than. Georgia phá vỡ kỷ lục bỏ phiếu sớm với gần 2,3 triệu phiếu bầu. Ông Donald Trump tuyên bố sẽ lấy lại tòa Bạch Ốc vào năm 2024. Và sau đây là những nội dung chi tiết. Đảng Cộng Hòa chào đón cựu dân biểu cánh tả từ Singapore. Kính thưa quý vị, cựu dân biểu từ Singapore được nhắc đến khá nhiều gần đây trong giới truyền thông sau khi rời bỏ đảng Dân Chủ và liên tục có những biểu hiện ủng hộ đảng viên của đảng Cộng Hòa trong bối cảnh bầu cử giữa kỳ sắp tới. Đảng Cộng Hòa dường như đã nhiệt tình đón bà như một người bạn mới. Ngay giờ đây, người Mỹ chúng ta đang đối mặt với mối nguy hiểm về quyền tự do. Mối nguy này không phải đến từ quốc gia khác, mà đến từ những người lãnh đạo cao cấp trong chính quyền của chúng ta, khi họ lạm dụng quyền lực để đạt được lợi ích ích kỷ cá nhân của chính họ. Họ tước đoạt dần những quyền tự do của chúng ta. Thật nguy hiểm như nào khi những người lãnh đạo chúng ta ngồi ở tòa Bạch Ốc và ở Quốc hội cầm quyền lực trong tay và đang không ngừng nỗ lực bịt miệng, bôi nhọ, bóp méo tất cả những ai bất đồng quan điểm với họ. Vũ khí mà những người nắm quyền ấy được trang bị chính là bộ máy nhà nước của chúng ta. Đó là phát biểu trước công chúng của bà Gabbard tại một cuộc vận động cho Herschel Walker, nghị sĩ của đảng Cộng Hòa. Từ khi rời khỏi đảng Dân Chủ vào tháng trước, bà ngày càng có các phát biểu với nội dung kiểu như vậy. Mặc dù trước đây từng chế giễu cựu dân biểu Hawaii này, thậm chí như là người theo chủ nghĩa xã hội, đang tìm cách xoa dịu các nhà độc tài như Bashar al-Assad và Vladimir Putin, nhưng nay, các đảng viên của đảng Cộng Hòa đã chuyển hướng và nhiệt tình đón nhận bà như một người bạn mới, cũng mời bà tham gia phát biểu trong một số chiến dịch vận động của đảng của họ. Nhiều chiến dịch đang đón nhận cô ấy, vì cô ấy là một cựu đảng viên của đảng Dân Chủ, người đã thức tỉnh trước các chính sách cực đoan của cánh tả, một nhà lập pháp của đảng Cộng Hòa giấu tên nói với tờ Political. Tuy nhiên, thực tiễn, quan điểm của cô ấy có xu hướng theo chủ nghĩa biệt lập, nhưng chúng tôi luôn có những cam kết dân sự và tôn trọng ở cấp độ cá nhân. Bà Gabbard, 41 tuổi, đại diện cho Highway trong Quốc hội từ năm 2013 đến năm 2021. Bà ta là người theo đạo Hindu, Ấn Độ giáo đầu tiên trong Quốc hội và cũng là người đầu tiên thuộc dân tộc Samoan American làm dân biểu. Năm 2020, bà tham gia vào cuộc đua làm ứng cử viên tổng thống cho đảng Dân Chủ, nhưng sau đó đã rời khỏi cuộc đua và ông Joe Biden vào vị trí này. Vào tháng trước, tháng 10, bà rời khỏi đảng Dân Chủ, trở thành chính khách độc lập. Về lý do rời khỏi đảng Dân Chủ, bà Gabbard chỉ trích những gì mà bà coi là chủ nghĩa cực đoan ngày càng phát triển trong đảng Dân Chủ về các chủ đề như giáo dục, giới tính và chiến tranh. Chủ trương của bà bao gồm tuyên bố không để Hoa Kỳ tham gia vào các cuộc chiến tranh vĩnh viễn và rút nước này ra khỏi Afghanistan. Bây giờ, bà Gabbard cũng kêu gọi các thành viên của đảng Dân Chủ khác cùng bà rời khỏi đảng này. Và hôm nay, tôi kêu gọi các đồng sự đảng Dân Chủ có tư tưởng độc lập cùng hành động với tôi. Hãy cùng tôi rời khỏi đảng Dân Chủ, bà nói. Nếu quý vị không còn có thể chấp nhận được đường hướng mà cái gọi là ý thức hệ của đảng Dân Chủ thức tỉnh đang lèo lái đất nước này đi theo, thì tôi mời quý vị tham gia cùng tôi. Cựu Tổng thống Trump kêu gọi người ủng hộ tại Florida bỏ phiếu cho Thống đốc DeSantis. Vào tối thứ Bảy, ngày 5 tháng 11, cựu Tổng thống Donald Trump đã kêu gọi những người ủng hộ ông ở Miami bỏ phiếu cho vị thống đốc của đảng Cộng hòa này của Florida trong nhiệm kỳ 2022. Với hàng ngàn người Mỹ yêu nước đầy tự hào, làm việc chăm chỉ, những con người đáng nể phục, chỉ còn 2 ngày nữa thôi, người dân Florida sẽ bầu lại một con người tuyệt vời, tài năng, người bạn của tôi, ông Marco Rubio, vào Thượng viện Hoa Kỳ. Và quý vị sẽ bầu lại cho ông Ron DeSantis làm thống đốc tiểu bang của quý vị.
Ông nói tại một sự kiện vận động cho Thượng nghị sĩ Marco Rubio, đảng Cộng hòa tiểu bang Florida. Và quý vị sẽ bầu một nhóm các chiến binh MAGA xuất chúng đích thực vào Quốc hội. Ông Trump đã đoán các mặt báo khi ông nói một lời châm biếm về ông DeSantis tại một cuộc tập hợp cho tiến sĩ MSO và ông Doug Mastriano, hai thành viên của đảng Cộng hòa, đang vận động tranh cử lần lượt cho các ghế thượng viện và thống đốc của tiểu bang Pennsylvania. Ông DeSantis và chiến dịch của ông đã không trả lời về bình luận của ông Trump vào hôm thứ Bảy. Ông DeSantis đang đối đầu với cựu thống đốc Florida Charlie Crist, một thành viên của đảng Dân Chủ. Và trong khi đó, ông Rubio đảo sức với dân biểu Von DeMint, đảng Dân Chủ tiểu bang Florida. Các cuộc thăm dò gần đây cho thấy ông DeSantis dẫn trước ông Crist và ông Rubio dẫn trước bà DeMint. Cả ông Trump và ông DeSantis đều được coi là những ứng cử viên hàng đầu cho cuộc bầu cử tổng thống của đảng Cộng hòa vào năm 2024, mặc dù ông DeSantis không đưa ra bất kỳ dấu hiệu nào về việc liệu ông có ý định tranh cử vào năm 2024 hay không. Khi được hỏi về kế hoạch tranh cử tổng thống, ông DeSantis đều nói rằng ông đang vận động để giữ vị trí thống đốc tiểu bang Florida. Bình luận của ông Trump vào hôm thứ Bảy được đưa ra khi ông đang nói về cuộc thăm dò cho các ứng cử viên của đảng Cộng hòa năm 2024 tiềm năng, vốn đã cho thấy ông giữ một vị trí dẫn đầu với khoảng cách đáng kể. Chúng tôi đang giành chiến thắng lớn trong đề cử của đảng Cộng hòa mà chưa ai từng chứng kiến trước đây. Đó là ông Trump ở mức 71%, ông Ron DeSantis 10%, ông Trump nói ở Pennsylvania. Ông Mike Pence đạt 7%. Mike đang làm tốt hơn tôi nghĩ. Còn bà Lettroni, làm gì có chuyện bà ấy đạt được 4% cơ chứ? Không thể nào. Nhưng dù sao thì chúng tôi cũng đang ở mức 71 so với 10, với 7 hay với 4 kia. Đối với kế hoạch tái tranh cử tổng thống, ông Trump đã không đưa ra bất kỳ thông báo chính thức nào do luật tài chính của chiến dịch liên quan đến các khoản đóng góp. Ở tiểu bang Pennsylvania, một lần nữa ông ám chỉ rằng ông sẽ làm điều đó. Thượng nghị sĩ đảng Dân Chủ yêu cầu ông Biden xin lỗi công khai vì những bình luận thái quá về ngành than. Thượng nghị sĩ Joe Manchin, đảng Dân Chủ, tiểu bang West Virginia, đang yêu cầu Tổng thống Joe Biden xin lỗi công khai về những gì mà ông Manchin mô tả là nhận xét thái quá của ông Biden liên quan đến ngành than. Những bình luận của Tổng thống Biden không chỉ là thái quá và phi thực tế, mà còn phớt lờ những tổn thất kinh tế nặng nề mà người dân Mỹ đang phải gánh chịu do chi phí năng lượng gia tăng. Ông Manchin cho biết trong một tuyên bố vào hôm thứ Bảy, ngày 5 tháng 11. Những bình luận như thế này là lý do khiến cho người dân Mỹ mất lòng tin vào Tổng thống Biden, và thay vào đó họ nghĩ rằng ông ấy không hiểu sự cần thiết phải có một chính sách năng lượng toàn diện để giữ cho quốc gia của chúng ta hoàn toàn độc lập và an toàn về năng lượng. Có vẻ như các quan điểm của ông ấy thay đổi tùy thuộc vào công chúng và tình hình chính trị trong ngày. Chính trị hóa các chính sách năng lượng của đất nước chúng ta sẽ chỉ làm tăng giá cả và gây thêm thiệt hại cho người dân Mỹ, ông Manchin nói thêm. Trong bài diễn văn vào hôm thứ Sáu, ngày 4 tháng 11, ông Biden nói rằng các nhà máy than đang ngừng hoạt động và không có nhà máy mới nào đang được xây dựng. Ông Biden nói, tôi đã ở Massachusetts khoảng một tháng trước tại địa điểm của nhà máy nhiệt điện than cũ lớn nhất nước Mỹ. Mọi người biết điều gì không? Chúng hao phí quá nhiều tiền của, không thể tính được chi phí đó. Không ai xây nhà máy than mới vì họ không thể trông cậy vào chúng. Mặc dù họ có đủ than để bảo đảm nhà máy có thể tồn tại, vì vậy nhà máy này sẽ trở thành một nhà máy điện gió. Điều đó sẽ giúp tiết kiệm được rất nhiều tiền và họ đang sử dụng cùng một đường dây truyền tải điện than. Chúng tôi sẽ đóng cửa các nhà máy này trên toàn nước Mỹ và thay vào đó sẽ có phong năng và quang năng, ông nói thêm. Ông Biden đưa ra nhận xét này ở California tại trụ sở của Viasat, một công ty truyền thông. Theo Văn phòng Đào tạo và Sức khỏe An toàn Thợ mỏ, khoảng 12.000 người đã làm việc trong ngành công nghiệp than ở West Virginia vào năm 2021. Hãy để tôi nói rõ, đây là điều mà Tổng thống chưa bao giờ nói với tôi. Ông Manchin nói, việc ung dung về tình trạng mất việc làm của những người lao động ở West Virginia và trên khắp đất nước, những người thực sự đặt cả cuộc đời của họ để giúp xây dựng và tạo sức mạnh cho đất nước này là một sự xúc phạm và ghê tởm.
Tổng thống nợ những người lao động đáng kính này một lời xin lỗi ngay lập tức và công khai đồng thời đã đến lúc ông ấy phải học một bài học rằng lời ông ấy nói ra là quan trọng và để lại hậu quả. Tham vụ báo chí của Tòa Bạch Ốc Karine Jean-Pierre cho biết trong một tuyên bố vào cuối ngày thứ Bảy, 5 tháng 11, rằng ông Biden biết rằng những người thợ mỏ than đá đã xây dựng đất nước này và rằng ông Biden đã làm việc với ông Manchin để có được những công việc mới cho các cựu công nhân ngành than. Georgia phá vỡ kỷ lục bỏ phiếu sớm với gần 2,3 triệu phiếu bầu. Các cử tri Georgia đã phá vỡ kỷ lục về bỏ phiếu sớm với hơn 2,5 triệu phiếu bầu trực tiếp và vắng mặt được bỏ phiếu tính đến thứ Sáu, theo Ngoại trưởng Georgia. Priestley đã chứng kiến số lượng cử tri đi bầu giữa kỳ trong ngày đầu tiên kỷ lục sau khi mở cửa vào tháng trước. Đã có gần gấp đôi số cử tri đi bỏ phiếu vào ngày đầu tiên của cuộc bỏ phiếu sớm trong năm 2018, đăng ký số lượng phiếu bầu chưa từng có trước ngày bầu cử. Vào thứ Sáu, 231.063 cử tri đã trực tiếp bỏ phiếu của họ ở Georgia, tổng số cao hơn 6% so với ngày cuối cùng của cuộc bỏ phiếu sớm trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2020, theo thông cáo từ Văn phòng Ngoại trưởng Brad Raffensperger, Đảng Cộng hòa của tiểu bang Georgia. Gần 2,3 triệu người đã tận dụng lợi thế của việc bỏ phiếu sớm trong năm nay, với 216.067 người bỏ phiếu khác vắng mặt. Hơn 75% phiếu bầu vắng mặt đã được trả lại cho các văn phòng bầu cử quận. Raffensperger nói, các cử tri Georgia đến với số lượng gần cấp tổng thống. Các giám đốc bầu cử quận đã xử lý nhu cầu đó với sự chuyên nghiệp cao nhất. Họ đã vượt qua rất nhiều thử thách và thực hiện một cách liền mạch. Họ xứng đáng nhận được lời khen ngợi cao nhất của chúng tôi. Các cuộc đua được theo dõi chặt chẽ nhất bao gồm cuộc tranh cử giữa thống đốc Brian Kemp, Đảng Cộng hòa tiểu bang Georgia và ứng cử viên của Đảng Dân chủ Stacey Abrams và cuộc đua vào thượng viện giữa thượng nghị sĩ Raphael Warnock, Đảng Dân chủ tiểu bang Georgia và ứng cử viên Cộng hòa Herschel Walker. Mức trung bình của 538 giúp Kemp dẫn đầu khá thoải mái với 7,7 điểm và Walker trong một cuộc tranh chấp chặt chẽ nhưng tăng 0,1 điểm. Cựu Tổng thống Donald Trump tuyên bố sẽ lấy lại Tòa Bạch Ốc vào năm 2024. Hôm 5 tháng 11 vừa qua, ông Donald Trump đã có mặt ở tiểu bang chiến địa Pennsylvania nhằm kêu gọi bỏ phiếu cho ứng viên của Đảng Cộng hòa để ngăn chặn sự tàn phá đất nước và cứu lấy giấc mơ Mỹ, theo hãng tin Reuters. Cụ thể, ông Donald Trump đã xuất hiện tại thành phố Latrobe thuộc bang Pennsylvania vào ngày 5 tháng 11 để kêu gọi cử tri ủng hộ cho ứng viên của Đảng Cộng hòa trong các cuộc bầu cử thượng viện cũng như thống đốc của bang vào tuần tới. Tổng thống Mỹ đương nhiệm Joe Biden và ông Barack Obama của Đảng Dân chủ cũng có các cuộc gặp ở những nơi khác ở Pennsylvania cùng ngày. Trong bài phát biểu của mình, ông Trump lên tiếng chỉ trích phe Dân chủ đã gây ra các khó khăn kinh tế và văn hóa trong suốt 2 năm qua. Nếu muốn ngăn chặn sự tàn phá đất nước và cứu lấy giấc mơ Mỹ, thì ngày 8 tháng 11 đến đây, các bạn phải bỏ phiếu cho Đảng Cộng hòa trên diện rộng, ông Trump cho hay. Cựu Tổng thống Mỹ cũng trình chiếu lên màn hình các kết quả thăm dò ý kiến đăng trên mạng xã hội Twitter với những thông tin thể hiện Đảng Cộng hòa đang chiếm ưu thế. Một trong số này là khảo sát những ứng viên tiềm năng của Đảng Cộng hòa sẽ tranh cử thống đốc, với ông Trump chiếm tỷ lệ ủng hộ áp đảo. Chúng ta sẽ giành lại ngôi nhà tươi đẹp đó, Tòa Bạch Ốc. Cựu Tổng thống nhấn mạnh sẽ giành lại Tòa Bạch Ốc năm 2024. Ở một diễn biến khác, vào ngày 4 tháng 11, ông Trump đã đăng lại trên mạng xã hội Truth Social một bài báo tuyên bố rằng phụ nữ yêu và nhớ ông trong thời gian ông cầm quyền tại Tòa Bạch Ốc. Ông Trump đã đăng lại bài báo của DC Inquirer, trong đó dẫn khảo sát gần đây của Wall Street Journal chỉ ra rằng phụ nữ da trắng vùng ngoại ô đang có xu hướng ủng hộ Đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử giữa kỳ vào ngày 8 tháng 11 tới đây. Cuộc khảo sát của Wall Street Journal cho thấy khối cử tri là phụ nữ da trắng vùng ngoại ô ủng hộ các ứng cử viên của Đảng Cộng hòa hơn Đảng Dân chủ 15%. Điều này đánh dấu một sự chuyển biến đáng kể khi ngày bầu cử giữa kỳ đã cận kề. Và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc nội dung phần tin tức của chúng tôi tại đây. Mọi ý kiến đóng góp cho chương trình, xin quý vị để lại ở dưới phần bình luận hoặc gửi qua hộp thư htdnews.btv@gmail.com.
Một lần nữa, đội ngũ HTD News rất mong nhận được sự ủng hộ của quý vị khán thính giả. Xin chào và hẹn gặp lại ở bản tin kế tiếp.